probably 50. It's from Vietnam. It's 1968. I don't know. Yeah, how much did you? I was trying to get 50 for it. Huh? It's 50. It's oh, 50. Vietnam. It's from Vietnam War. Yeah. I had a hook. Kênh nha cả nhà, để em có động lực em làm những cái video độc lạ cho cả nhà coi nha cả nhà. Đó, cái cung đường này rất là đẹp nha cả nhà, nó núi non trùng trùng đẹp đẹp vậy đó, đi mấy cái chợ trời Mỹ đó, thấy không, là cả nhà cũng không hết đường nữa, đường cứ chạy hoài nha cả nhà. Bữa nay tiền thu phí cái đường này là 2 đồng 40 nha, đó, là chạy vô cái lên bên trong mới thu phí nha cả nhà, cái lên mà có cái cột trắng trắng này nè là nó thu phí đó. Ở chiếc xe đang vượt qua mặt em đó là chạy trong cái lane thu phí á, còn mình chạy 5 lane ở ngoài là không có thu phí nữa nha, chạy bình thường nha, đó là không có tốn phí gì hết, ở núi non gì đó cả nhà, trùng trùng đẹp đẹp gì đó. Nhiều khi em đi quay một mình gì nè, nó cái màn hình nó bị rung rung ở nhà thông cảm nha, tại có một mình vừa phải đeo cái camera trên người rồi phải vừa lựa đồ cho cả nhà coi nữa. Rồi phải đi cho là lẹ để quay thêm nhiều cái hay cho cả nhà nữa, bởi vì nó hơi bị rung nha cả nhà, thông cảm nha. Có nhiều người không có hiểu không đó. Bây giờ mà cả nhà mà xách cái camera hay cái điện thoại cả nhà chĩa vô mặt cái bán nó chửi cho chết, nó đâu cho quay đó. Phải đeo trên người đó, vừa mua hàng của nó nữa chứ không phải là không mua hàng mà ngồi đứng đó mà quay đâu cả nhà. Cả nhà mà không vô gian hàng người ta mà không mua hàng mà đòi quay là ai cho? Thì em cũng vậy thôi, em phải mua nó vài món vậy đó rồi mới được phép quay, chứ đâu phải là ngồi đứng khơi khơi nè người ta cho quay đâu cả nhà. Bây giờ cả nhà thông cảm cho em nha. Rồi cả nhà ơi, chuẩn bị nha cả nhà, nó núi rồi nhà, thấy không? Đó, núi đẹp không? Đó. Cả nhà thấy núi chưa? Đó. Giờ vô cái hẻm núi này nữa là tới nha cả nhà. Cảnh quá đẹp cả nhà ơi. Chạy một tiếng mấy đồng hồ đó cả nhà, quay cho cả nhà có 5-3 phút thôi chứ chạy cả tiếng đồng hồ ấy, hơn tiếng đồng hồ ấy. Cảnh rất đẹp cả nhà. Đó, tụi em đi săn là vậy đó cả nhà. Mà có những cái đồ đẹp, cảnh đẹp cho cả nhà là phải chạy xa lắm cả nhà. Bởi vì cả nhà thương nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà, để em có động lực em ra những cái video đọc lại cho cả nhà nha cả nhà. Muốn chạy mà có cảnh đẹp rồi đồ hay, đồ độc, đồ lạ là tụi em phải đi xa xôi lắm cả nhà. Đó, núi giờ toàn núi đá không, nó trùng trùng đẹp đẹp luôn cả nhà. Đó, giờ mình đi vô đường local nè cả nhà, vô thành phố rồi đó cả nhà. Giờ mình thoát khỏi cao tốc, mình đi vô thành phố nè cả nhà. Đây là thành phố Gubidu nha cả nhà. Giờ mình vô trong thành phố rồi đó. Này là ngay cái đỉnh núi luôn nha. Cái trời trời này với cái thành phố này nằm ngay trên cái đỉnh núi luôn. Bởi vì nếu mà mùa đông nó lạnh, lạnh khủng khiếp luôn á. Mà mùa hè nó nóng thì thôi, má nhìn không ra luôn cả nhà ơi. Trời cả nhà ơi. Giờ quẹo cái là tới trời trời.
quẹo cái là tới nè cả nhà. Đó, đường vô cổng này cho mấy cái thùng cam cam, cam này là nó màu cam cam này nó quẹo vô. Đây là cái trời trời này cái nhà lớn, lớn lắm. Xe đậu bát ngát mấy bậc kinh luôn đó mà vẫn còn không đủ. Cái này vô cổng có tiền nha cả nhà. Cái này thứ tư đồng. Bắt đầu ra này. Không ấy. Bắt đầu rồi. Ok, thank you. Thank you. Ừ. Một đồng cả nhà ơi. Vé vô cổng là một đồng nha. Bay chuẩn bị hạ cánh nha cả nhà. Ai út mà. Đi như ngồi máy bay mà chuẩn bị đáp xuống. Bây giờ vô Bắc Kinh nè cả nhà ơi. Đó cái đường vô Bắc Kinh đó vậy đó. Vô chỗ đậu xe nè. Nó báo như là đường đi vô máy bay xuống. Đáp xuống. Rồi chào cả nhà nha, giờ tới trời trời cả nhà ơi. Đó, bữa nay là trời đẹp lắm cả nhà, đó, tới trời trời rồi đó. Trời đẹp mát mẻ trên đỉnh núi nè cả nhà, thấy xa xa không đó, đỉnh á, mình đang ở trên cái đỉnh luôn á, nè đây nè, đó, rõ nhất là đây đó. Kế bên là nguyên cái núi đá luôn nè cả nhà. Nhà cửa san sát nhau vậy đó. Cả nhà nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Để em có động lực em làm những cái video độc lạ cho cả nhà coi. Giờ mời cả nhà theo em nha. Khám phá coi trời trời có gì không nha cả nhà. Cái này cả nhà người ta đang dọn ra nè cả nhà. Đó, chợ. Chợ này người ta đang dọn ra nè. Cũng nhiều đồ cả nhà. Bán đồ nhà trong nhà không xài nữa cái nhà tao luyện cũng đầy hết nè. Máy cưa, máy khoan đầy đủ. Có cái cuốc nữa cả nhà. Cái cuốc. Không hết. Cái này 20 cả nhà. Thank you. Cũ quá. Dạ dạ, thank you. Đây có dao nữa nè. Dao và mấy cái đồ hớt tóc xưa nữa nha. Đây có cái hộp quẹt Zippo nữa nè. Zippo 25 mã nhỏ nè. Không hết. $8 8 đồng. Ồ nó chóc cái miếng này cả nhà. Ờ nó chóc cái miếng này. This is you take it for the simple day they give you new. Oh yeah yeah, thank you. Hey, quanto ừ, đây cũng bán đồ cũ nữa cả nhà. Ừ. Ở đây bán tiền nữa nè cả nhà. Đó, tiền xu và cách xu luôn. Aquel.
tiền xu rồi nó có vô certify nữa này nha. Nó certify cho cả nhà nữa này. Đầy đủ tiền cũ. Đây có cái cuốn album nữa này. Album tiền không này. Bơm tiền không? Ở đây cũng vậy nữa, tiền nó vô hộp. Manda todo. Tiền xu của ông bác luôn. Cờ Mỹ cũ nữa cái nhà. Cờ cũ của Mỹ ngày xưa này nha. Nó ố vàng gì hết chứ. Thì bán đủ thứ. Joe, yes sir. Well, I can look. What did you want to look at? Yeah, they're here. Oh, the jacket? Yeah. How much did it? That one's brand new. I'm trying to get 40 for that one. 40? Yeah, the brand new. Oh, yeah. I can look, yeah. 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 20 on that one. Yeah. 20? Yeah. You find it? Right there. Oh, that 120. 170. Yeah. How about 15? I'm trying to get 20, my friend. It's brand new. They sell for $100. Where the mic? Yeah. Okay, 1 second. Okay, 20, okay? Yeah, thank you. You don't want it, you take? Yeah, I take it. Okay. Everything, right? I'll give you a good price. Okay. This is kind of selected stuff that works. Okay. I haven't even paid for it yet. Okay, thank you, boss. Thank you. All right, thank you. I'll give you a good price. Yeah, okay. Perfect. Like. Okay. Đây, nhà, có cái nổ này. Có cái mão ở trong vậy này. Có cái nón này nó còn cái mão đẹp lắm nha. Cái có binh chủng nào nữa. Oh, for me to do. How much is that? 1 second. 110. 110. Cái này là cái bóp được như giá. Đây là cái bèo. Cái bèo. Đây là cái túi đựng đạn cả nhà, đựng ca nước. My friend of the beret, I was trying to get 20. It's a rare one. British 20? Paratroopers, yeah. I paid you for the jacket and the headset. Do it again if you want. Let me just see the beret real quick. We're still trying to do something here. Hold on. Yeah, all this stuff is online stuff that we're putting together. That's Vietnam. Oh, that one, probably 50. It's from Vietnam. It's 1968. I don't know. Yeah, how much did you? I was trying to get 50 for it. Huh? It's 50. It's oh, 50. Vietnam. Oh, it's from Vietnam War. Yeah. I got it. Yeah. Okay. You want 20? Okay, 20. All right, that's 20. Ông thẳng như này. Đây đi. Ông tấm. Ok, thank you. Thank you.
put one away because I have a list. Đây có mấy cái đồ linh tinh cả nhà. Mấy cái đồ này là của xe hơi nữa nha. Đây xe hơi. Này cá, này gõ cửa. Này là air medical, air compressor. Đây là cái hơi cả nhà. Air only outlet. Đây là bơm hơi. Này là tai nghe Sony cả nhà. Tai nghe của thằng Sony. How much did you? 30, yeah, nice, thank you. Cái đầu hình tinh cũng nhiều nha. Đây có cái tủ China. Tủ China này cũng đẹp nha. Gỗ. Thank you, ma'am, thank you. Hello, what? Good morning. Sí, está muy bien. Ya, yo no. Que no se te olviden. No, ya voy a acabar, ya me voy. Okay. Tại những cái mề đai đủ thứ anh. Đây là cái mặt kính rải rồi. Nó bán 4 đồng để mua hết thì nó bán 2 đồng nữa nha. Còn một game không nha. Kho đồ đi chấm nha. Chạy quá nha. Đi game chạy quá. Đây là ba cái phụ tùng xe hơi nha. Cái mặt trước của nó nè. Đó, cái mặt trước của xe hơi đủ kiểu mà xe đi BMW rồi, đủ kiểu hết nha. Đó, rồi bên đây là mấy cái chụp tay, chụp kiến rồi nè. Đó, cũng đủ đồ xe hơi hết nha. Bình xăng, mô tô rồi nè. Đủ kiểu. Rồi là phụ tùng xe. Đây toàn phụ tùng xe hơi rồi nha. Bên đây cũng vậy nha, nhiều thứ lắm. Đồ dày cứng quá, dày dởm cả nha. Đây có kiếm. Kiếm nó kiếm nhái lại cả nhà, không phải kiếm xịt đi, kiếm kiếm nhái nè. Kiếm nhái lại, không được xịt. Dạ. Oh yeah, thank you. Đây là dao kiếp cũng nhiều nha, mà đồ nhái. Đây có cái cặp kiếm đồ mới làm lại nè kìa. Đồ mới làm lại thôi. Nhưng mà phải có cái gì để vô cả nha. Không hết. Phải. How about three? Three? Four? Ok, four. 14 đồng rồi nha. Cặp kiếm này đời mới, nhưng mà kiếm gì bỏ vô đẹp. Thank you sir. Thank you very much. Okay. Thank you. Đây có cái kiếm đó nha. $10 ít, dạ. 10 đồng cây cả nhà, nhưng mà đồ mới. Đồ mới nhái lại cả nhà. Nó bán 10 đồng cây. Đồ được copy lại ha. Đồ copy cả nhà, 10 đồng cây nha. Kiếm siêu rẻ đi. 10 đồng. Đây là một cây gãy cái càng, càng gãy
gì cũng vậy. Cái này 4 đồng bạc kiếm treo tường này cả nhà, 4 đồng bằng pellet steel. Đẹp nha cả nhà, chốt đi. Rồi ta bán lo nhạc cụ rồi nữa. Nó lo chống đời nhạc cụ rồi xe đạp nha. Lo chống đời âm thanh rồi xe đạp leo núi rồi các kiểu. Rồi người ta bán chân mền nệm ga rồi nữa nha. Ta bán chân mền nệm ga ra đây. Bên đây cũng vậy, nhà nó bán nhạc cụ nha. Đó, tôi cũng đang bán nhạc cụ. Đờn ta đồ các kiểu anh. Lo rồi tai nghe thì 20 đồng cái nha. Tai nghe 20 cái. Đây tôi có bán cái phone này, không biết phone gì đây. Con con lo con 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 con. Hello, good morning. How much did it? Hi, ma'am. 25 did it? 20. Oh, 20. Cao gió 25 cái nhà, còn cái áo thường này 20. Người ta bán quần jean Levi không cái nhà. Levi không cái nhà.